quý vị, mọi người đều bị hấp dẫn bởi những chiếc bánh tráng vàng rượm, giòn tan và thơm ngậy. Nhưng ít ai biết rằng hầu hết chúng đều được tráng bằng những loại dầu mỡ không rõ nguồn gốc. Ngay cả những người bán cũng tỏ ra lo ngại về những loại dầu mà họ đang sử dụng. Nhất là vụ việc dầu bẩn của Đài Loan hay là dầu tái chế từ những nguyên liệu bẩn bị phanh phui cách đây không lâu đã làm cho người tiêu dùng trong nước hoang mang về chất lượng các loại dầu ăn trên thị trường hiện nay. Đặc biệt là dầu từ những quán ăn đường phố. Vì lợi nhuận mà nhiều gian thương vẫn còn dùng những loại dầu mỡ không rõ nguồn gốc để chiên xào nấu nướng. Nghe nó bán bịch đó là dầu ký à. Còn mình mua về chai, viên chai là nó bán cho chim Hoa Lan nó ngon. Kia là rượu chai trong thùng la vi vậy. À la vi. Can thì ta trốn tiền can, cũng như mua can nó lão thì nó cũng trông qua cho mình à. Bán dầu đó, nó bán dầu khác. Nhưng dầu em mua ở đâu ạ? Chợ lớn. À. Chợ lớn. Với góc quay bí mật của chương trình, chúng tôi đang có mặt tại Chợ Lớn, một khu chợ đầu mối lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong vai là người đi mua dầu để bán hàng quán vỉa hè, chúng tôi đang tiếp cận những người bán dầu tại đây. Được biết, hiện trên thị trường, các loại dầu có thương hiệu đạt tiêu chuẩn được bán với giá trung bình khoảng 200.000 đến 250.000 mỗi can 5 lít, tương đương từ 40 đến 45.000 đồng một lít. Giá dầu ăn ký không rõ nguồn gốc tại đây bán với giá dao động khoảng từ 16 đến 20.000 đồng một lít, rẻ hơn 2 đến 3 lần so với các loại dầu ăn đạt tiêu chuẩn trên thị trường. Và những loại dầu ăn không rõ nguồn gốc này được bán để phục vụ nhà hàng, quán xá đường phố là chủ yếu. Những chiếc thùng cấu bẩn chứa dầu ăn được xếp la liệt ngay trên nền đất. Nên việc sang chiếc dầu ăn tại chỗ như thế này, chưa nói đến việc chất lượng dầu ăn như thế nào, thì môi trường bảo quản, vật liệu chứa đựng như thế này cũng đã tiềm ẩn quá nhiều mầm bệnh cho người sử dụng. Thưa quý vị, thực tế tại các thành phố lớn thì những hàng quán vỉa hè là mảnh đất màu mỡ cho các vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Đa số người dân có thói quen ăn uống lề đường vì nó nhanh, thuận lợi. Nhưng họ không biết chính những thói quen này đã vô tình tiếp tay cho nhiều gian thương sử dụng nhiều loại thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cho chính mình và người thân. Những quán hàng bán đồ chiên rán đường phố như thế này đa phần mọc ra phục vụ cho nhu cầu ăn vặt của các bạn trẻ sau những giờ học tập, lao động căng thẳng. Vì lợi nhuận, những người bán hàng vô lương tâm không những sử dụng dầu ăn không rõ nguồn gốc mà còn tận dụng khi thứ dầu ăn đó được chiên đi chiên lại trở nên đen ngòm như thế này. Dầu chiên nhiều lần ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra phản ứng nhiệt phân tạo thành acrolein có mùi khét và xuất hiện thêm một số chất độc như aldehyde, fatty acid oxide. Dầu mỡ sử dụng quay vòng càng nhiều lần thì các chất có hại nói trên phát sinh ra càng nhiều. Chúng có thể bốc hơi ra làm ô nhiễm không khí xung quanh và gây hại cho người hít phải. Những chất nói trên cũng đi vào thức ăn và xâm nhập cơ thể, phá hoại hệ thống các màng tiêu hóa, phát sinh các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, khó thở, nhịp tim chậm, huyết áp tăng cao, tay chân bãi hoải, rã rời. Nếu cứ thường xuyên ăn các loại thực phẩm rán xào bằng dầu bẩn hoặc dầu đã qua sử dụng nhiều lần thì nguy cơ ung thư sẽ rất cao. Bằng cảm quan, tại các hàng quán, quầy bán đồ ăn nhanh, người dân hoàn toàn có thể nhận thức được nguy cơ từ những món ăn ngập dầu mỡ. Tuy nhiên, đa số mang tâm lý ăn gì chả chết mà phớt lờ đi sự an toàn cho bản thân mình. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân mà những năm gần đây, Việt Nam đang nằm trong top các quốc gia mắc ung thư cao nhất thế giới. Sức khỏe là vốn quý, do đó để bảo vệ sức khỏe là việc cần và nên. Thay lời chào tạm biệt ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài lời khuyên từ các chuyên gia trong vấn đề ăn uống lành mạnh.